Khách hàng khi mua nhánh Linh Sam thì quan tâm về giá và kế đến là chất lượng và đúng giống hay không. Thì hôm nay mình về Linh Sam siêu bông và Linh Sam tắng hai màu. Thì Linh Sam siêu bông, những cái loại mà anh chị mình đang xem là Linh Sam tắng hai màu, thì giá tại vườn đó là 10.000, ship đi là 12.000 một nhánh. Thì anh chị mình mua 50 nhánh, bên em tặng hai nhánh và bao ship luôn. Đó, còn anh chị mình tới vườn thì mình sẽ bớt 2.000 nhánh là 10.000. Thì trắng hai màu ha. Thì trên thị trường nó có nhiều giống. Ví dụ như là trắng hai màu nè, trắng phất hồng nè, linh sam hồng nè, siêu bông nè, 86 nè, sông Hinh nè, kim sông Hinh nè, rồi hạt gạo Tân Phú nè, rồi dân dân, nó nhiều giống. Anh chị mình mua thì lưu ý cái tên giùm em ha. Trước mặt anh chị mình là linh sam tắng hai màu. Thì trên màn hình mình sẽ để cái bông và những cái video mà lúc ra bông. Còn linh sam siêu bông thì bên em cũng đang về luôn, thì nhánh nó rất là đạt. Đây, siêu bông, hàng này là hàng trắng hai màu nha anh chị mình. Thì hàng này không thể nào mà mình chiết dài như là siêu bông được. Nó như vậy là đã cắt gọn lại nè. Thì độ dài của nó 1, 2, độ dài nó rất là dài, bên mình cắt gọn lại nữa nè. Và xe cũng đang về luôn. Đây, bà con mình thấy đây, xe đang về ha. Thì linh sam siêu bông á, nhánh rất là dài luôn, để em nó chạy xe vô và mình sẽ quay cho bà con mình coi luôn. Khi mà bên em cắt gọn lại còn 40 cm hoặc là nửa mét thì vô bầu như thế này đây, và nuôi nuôi bự. Đây, hàng này là tắng phớt hồng nè. Đây, linh sam tắng phớt hồng đây. Đó, cây này cũng rất là già luôn. Rồi xe linh sam siêu bông mới vừa cập bến luôn á. Thì bà con mình theo dõi giùm em ha. Đây là cái nhánh linh sam siêu bông. Nhánh rất là đạt luôn. Độ dài của nó là từ 60 đến 80, có nhánh cả mét. Thì bên em đợt này sau khi mà chiết xong á, mình bứng cả gốc mình bán luôn. Hôm nay là ngày 4 tháng 6. Thì anh chị em mình có mua thì hy vọng là anh chị em chốt cho em ngày hôm nay sáng là bắt đầu mình gửi ha. Mình cắt tỉa rồi mình gửi, thì cái mẫu hoa đó mình sẽ ghi trên màn hình. Anh chị em mình thấy khi mà mình trồng ở ngoài cái mẫu hoa nó ghê lắm. Thì linh sam siêu bông á, là trên thị trường giờ cũng có nhiều người bán, nhưng mà bên em bán thì bảo đảm cho anh chị mình là đúng giống ha. Giống bên mình bán cũng nhiều năm rồi, bán cũng khoảng từ 7 năm tới 10 năm, cho nên là bà con mình mua thì giá tại nhà là 8.000, ship đi thì 10.000, 10.000 một cành ha. Đơn hàng 50 cây bên em bao ship tặng 2 cây. Còn anh chị mình qua nhà mua thì 8.000 một nhánh. Thì anh chị mình điện thoại ở dưới ơi, bây giờ mình không có ship thì để cho mình bao nhiêu nhánh cũng được ha. Bao nhiêu nhánh mình cũng nhận tại nhà, thì mình sẽ để cho bà con mình cắt mình tỉa, còn nếu mà yêu cầu để nguyên mình cũng để nguyên cho bà con mình luôn. Còn không thì cắt tỉa rồi ngâm nước, thì những cái cây này thì đi khoảng 5 7 ngày 10 ngày cũng không có chết ha. Với điều kiện bình thường là mình đóng vô cái thùng và ship đi xa thì nó không có sao. Còn anh em mình có nhu cầu nuôi bầu thì hàng mình lúc nào cũng có. Còn nhánh này thì về bán có một ngày, anh chị em mình bây giờ là 1 giờ, anh chị em mình ha, thì nhánh nó rất là dài đó. Thì anh em tôi vừa chuẩn bị xuống xe luôn, thì sau khi xuống xe xong thì cắt tỉa lại rồi ngâm ngâm nước để cho nó không mất sức á. Thì bà con mình mua thì gọi 0987 557 550. Cảm ơn bà con mình.